Genga, thú săn mồi kiêu hãnh Karib, sát thủ hư không. Bản cập nhật mới 2, 2B sẽ mang đến cặp đôi sát thủ săn đuổi nhau chứa danh trong liên minh huyền thoại, Genga Karib. Qua đó, hai vị tướng này đều đảm nhận vai trò chính là sát thủ đi dừng với lối lên trang bị sát thương vô cùng quen thuộc. Ngoài ra, thời gian chính thức để hai tướng mới này cập bến tốt chiến sẽ là ngày 6 tháng 5 tới. AC Chiêu 2 tán xạ tiễn, thời gian hồi chiêu giảm từ 14, 11, 8, 5 giây, 13, 17, 4 giây. Đa út. Máu cơ bản, 650 máu, 610 máu. Hồi máu cơ bản, 97. Đô ra vần. Chiêu một diều xoay, sát thương, 55, 60, 65, 70, 45, 50, 55, 60. Evelyn. Chiêu 4 hắc ám bùng nổ, hồi chiêu, 180, 60 giây, 120, 95, 70 giây. Galio. Máu mỗi cấp, 115, 125. Nội tại, cú nện khổng lồ, hồi chiêu, 5, 4, 5, 4 giây, 5, 4, 3 giây. Chiêu một đôi cánh chiến trận. Sử lỗi, sử lỗi chiêu một của Galio gây sát thương khởi điểm hai lần. Sát thương máu theo tỷ lệ Smarter, Peter, 1,5%, 2%. Katarina. Nội tại, tham lam, sát thương, 72, 240, theo cấp, 62, 230, theo cấp. Chiêu ba ám sát, tầm đánh, 6,56. Leona. Hồi máu cơ bản, 7,59. Nội tại, ánh sáng mặt trời, sát thương, 25, 137, 33, 145. Chiêu ba thiên đỉnh kiếm, tầm đánh, 7, 7,5 chiếc sana chiêu ba bọc thuốc súng sát thương kích hoạt cơ bản 65 80 95 110 70 90 110 130 chiêu cuối đại bác đẩy lùi sát thương cơ bản 300 400 500 350 450 550 và rút năng lượng cơ bản 345 390 chiêu hai tên độc sát thương theo máu đã mất tăng từ

chiêu một bông nảy, hồi chiêu, 6 năm, 5 năm 5, -5, 5, 5, 5, -5, 5, 5 giây 7, 56, 55, 54, 5 giây. Xe à. Chiêu hai bộ cánh chết người. Năng lượng, 60 a à 50. Hồi chiêu, 20, 18, 16, 14 giây, 19, 17, 15, 13 giây. Chiêu 3 triệu hồi lông vũ. Thời gian chó chân, 1 giây, 1,25 giây. Lư hương sôi sụp. Tổng chi phí, 2.600 vàng, 2.800 vàng. Giá công thức, 650 vàng, 850 vàng. Vọng âm hòa điệu. Tổng chi phí, 2.800 vàng, 2.900 vàng. Giá công thức, 850 vàng, 950 vàng. Sức mạnh phép thuật, 80, 75. Kinh phục, thời gian cộng dồn giảm từ 8 giây xuống 6 giây. Lá trắng, Hồi chiêu tăng từ 90 giây lên 120 giây. Dòng lửa sát thương cộng thêm 8%, 6%. Dòng lửa ngàn tuổi sát thương cộng thêm 12%, 9%. Sát thương cộng thêm cho mỗi điểm cộng dồn 4%, 3%. Dòng gió tốc độ di chuyển cộng thêm 7,5%, 6%. Dòng gió ngàn tuổi tốc độ di chuyển cộng thêm 11,25%, 9%. Tốc độ di chuyển cộng thêm cho mỗi điểm cộng dồn, 3,75%, 3%. Ảnh internet